Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món mì Yoko mọi người. Vô ông khỏe đèn đá mọi người. Đây mọi người, mì Yoko mọi người. Ly khỏe đèn đá mọi người. Muỗng mọi người. Đổ mọi người. Mà mọi người ăn sáng mọi người, ăn sáng uống một phải làm từ sáng mọi người. Mày vô cô. Mì Yoko có Yoko với mày nữa. Có cải trắng. Cái quýt nữa. Giá và muốn bơm miên đẻn nữa. Như ngò gai nữa. Như dầu quế. Nó ngon rồi, canh mắm ruốc với chanh là cây giờ ăn ra đậm đào, giá cho muốn trọng và dễ nấu hơn mà. Để còn sống nhiều khi nấu ăn nó hơi mủ, nhiều khi nấu quá lửa cái dầu muốn nó bị dai mà. Tùm sơ ăn giòn giòn được mọi người. Vô qua cây cài. Củ cải thơm mọi người. Có cái mùi nồng nồng đặc trưng của củ cải trắng mọi người. Đó mấy cái mùi nồng nồng của em không được nữa. Nhiều loại rau cải em cải xanh luôn rồi, rau bì xanh á, củ cải trắng nè, mùi nồng ăn không được. Còn giờ mà cái mùi nó đặc trưng lắm rồi. Thiếu thiếu ăn không ngon. Kém vậy như quen mùi em ơi. Như mày vô cô em ơi. Nói rằng công an không để muốn vốn mà. Sợ thế mà để ăn dưới cũng quen mùi, quen mùi. Thấy thiếu mắm vốn thiếu hơi. Đó đi học không à. Như cấp 3 mà dài không. Rồi nó hay vũ qua ghé vô có tiệm mì riêu nữa rồi. Đó cũng dễ ăn hoài luôn rồi. Nhà như có hai nhóm gái nữa rồi. Giờ cái đó ghé ăn hoài mà. Giờ quên luôn rồi. Quên nó không biết nó nằm ở chỗ nào luôn rồi. Nằm khúc nào. Lâu qua không nhớ rồi. Chiều chiều giờ hay ghé ăn nữa rồi. Bán cũng rẻ mọi người, ăn cũng ngon.
ngọt luôn rồi, nước ngọt luôn rồi, ngon, mịn thơm. Giờ cái không nhớ luôn rồi, không nhớ nằm ở đâu luôn rồi, nằm khúc nào rồi, quên quá luôn. Cô nay ngon ăn nước cảm giác nó đậm đà như ngọt nêm nếm ngọt nếm gì cảm giác ăn bữa nay ăn ngon rồi và đèn đã bao đắng luôn mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.